Dunlop Screen Snacking là một phối màu thú vị của dòng Dunlop sắp được ra mắt khi thị trường đang vắng bóng đi những tông màu đặc sắc. Tổng thể giày sẽ có một màu trắng kem đồng nhất, các lớp layer cùng hệ thống dây màu xanh đậm và có một tí loại da bò sát để làm trang trí. Suốt đen và đế gum sẽ tăng tính liền mạch cho phối màu lần này. Phối màu Snacking sẽ sớm có mặt ở thị trường, dự là sẽ rất hot bởi vì những chiếc quần khaki sẽ rất hài hòa với bộ đế gum từ nhà Nike. I Cosmic Unity 3 JI có một thiết kế ấn tượng hơn. Phần thân trên theo Nike cho biết, chúng có cấu tạo rất phức tạp vì sử dụng vật liệu fly mesh với đang tinh chỉnh mà bạn sẽ không thể thấy ở bất kỳ nơi đâu. Giày sẽ cho bạn một cảm giác thấp hơn, gần mặt đất hơn, gọn nhẹ hơn cho những hoạt động của các bạn sẽ diễn ra một cách tốt nhất. Với bộ đế tách rời, Nike sẽ không đảm bảo độ hao mòn nếu như các bạn sử dụng trong các bề mặt sân ngoài, vì vậy Cosmic 3 sẽ tập trung vào sân trong. Phối màu JS tươi mát này sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những vùng nước thanh tao được tìm thấy ở những hòn đảo xa xôi. Điểm nhấn chính vẫn là những hình khối màu vàng nổi bật ở phần đế giữa giày. Hai màu sắc xanh ngọc và xanh biển sẽ tượng trưng cho vùng nước biển và vùng nước trên hòn đảo ấy. Cosmic 3 sẽ được phát hành với mức giá $160 trong thời gian sắp tới. Wow, Hit và Acid đã có một bản hợp tác cùng lớn với ý tưởng từ những anh hùng X-Men nhân dịp 60 năm thành lập của Kiss. Hãng đã thông qua Marvel để tạo ra bộ sưu tập với những tác phẩm nghệ thuật trên quần áo, chất kịt và cả phụ kiện rất là nhiều. Các nhân vật như Beast, Cyclops, Grabbis, Rose, Storm và Wolverine được lấy cảm hứng cho từng màu sắc của Trailblazer Remastered. Con số được tính sẽ là $2,500 cho mỗi phối màu và sẽ được bán theo dạng ngẫu nhiên về màu sắc. Bạn có thể lựa chọn size cho bản thân, thế nhưng màu sắc sẽ là một phần bất ngờ vì mỗi đôi giày sẽ được đóng vào trong một chiếc túi niêm phong mà bạn sẽ không biết nó là màu gì, và tặng kèm bên trong đó là một tấm thẻ bài. Riêng màu sắc Wolverine 1975 sẽ có một thẻ hologram cực kỳ giới hạn với tỷ lệ 1/36 bốc và sẽ có tổng là 416 đôi. Ngoài trừ giày, trong lần này, Kiss còn phát hành rất nhiều sản phẩm phụ kiện đi kèm theo, trong đó có quần áo chất kịt và cả ghế. Tất cả sẽ được bán trên Kiss App. A Cold World is converted 70 payments. A Cold World không phải là một nhãn hàng xa lạ khi sự hợp tác của nhãn hiệu này đã quá nổi quen thuộc, bao gồm các nhãn hàng như Tussie, Brick Oven, Nike, Undefeated. Converted 70S sẽ là phần thứ 3 được bắt tay hợp tác giữa hai hãng. Phối màu này sẽ có phần tối thống nhất thành một thể, phần thân trên sử dụng màu nâu đen trên nền vải canvas, và lưỡi gà cùng với gót sâu sẽ có một tí thay đổi, chuyển sang màu xám nhẹ để tạo nên điểm nhấn gì đó trên thân giày. Ngoài ra, đế giữa giày dùng cao su trong suốt, có thể dễ nhận ra rằng logo ACD bên má ngoài mỗi chiếc giày. Mỗi giày được phủ các lớp cao su trong tối màu, 70 Payment sẽ sớm có mặt trên thị trường.